vừa là KOL mẫu ảnh, vừa là mẹ bỉm sữa nên mình luôn phải cố gắng cân bằng giữa công việc này, rồi chăm sóc chuối, lo toan cho gia đình và chăm sóc bản thân nữa. Vì bản tính khá là cầu toàn nên là mọi thứ đối với mình đều phải hoàn hảo nhất. Vì vậy để có thể cân bằng được điều này, mình cần phải tìm cách rút ngắn thời gian làm sao để có thể chăm sóc chuối tốt nhưng mà vẫn tối ưu được thời gian. Mình vẫn luôn tìm tòi các sản phẩm dinh dưỡng thông minh cho con. Dinh dưỡng thông minh ở đây là cần đảm bảo các yếu tố sau: dinh dưỡng đầy đủ cân bằng các nhóm chất, thành phần lành mạnh, tiện lợi không tốn quá nhiều thời gian nấu nướng lích kích. Và sau nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi thì giờ đây mẹ đã tìm được chân lý mới rồi. He he, đó chính là súp sữa Oric Milk. Cái này là mình được bà chị ba con nhỏ chỉ cho đấy. Dòng này là súp sữa 2-in-1 kết hợp sữa và 5 nhóm thực phẩm lành mạnh. Dinh dưỡng trong một hộp này tương đương với một bữa ăn luôn. Có thể cung cấp năng lượng cho bé thoải mái vận động, kích thích bé tăng cân, phát triển chiều cao. Ngoài ra thì còn dễ hấp thu nhờ ứng dụng công nghệ thủy phân tiên tiến chia nhỏ dưỡng chất thành các phân tử siêu nhỏ. Trong này thì có chất xơ tự nhiên tốt cho tiêu hóa này, vị dâu để thơm ngon dễ uống nên là chắc chắn các bé sẽ rất thích luôn. Chuối nhà mình thì nghiền em súp sữa này lắm, cứ tới bữa là tu vèo cái hết hộp, có khi còn đòi thêm hộp nữa cơ. Tự nhiên thấy chăm con cũng nhàn các mâm ạ. Nhờ vậy mà mẹ vẫn phát huy tốt vai trò làm mẹ, chăm một em bé chuối thông minh lanh lợi, lại vẫn có thời gian yêu chiều bản thân nữa. Mâm nào còn đang đau đầu lựa sữa cho con thì thử ngay dòng Oric Milk này nha, đảm bảo sáng suốt luôn.